Cây này có lá khá giống cây hoa hồng, thân nó cũng có gai các bạn. Các bác ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn hay bắt gặp cây này. Và nhiều khi chúng ta thấy cái cây này rất là đáng ghét, bởi vì nó có nhiều gai mọc bò lên những cây khác, rất là vướng víu, thậm chí chúng ta còn bị gai của nó đâm vào. Nhưng mà hôm nay con sẽ chia sẻ cho các bác, sau khi xem video này các bác sẽ thấy yêu quý loại cây này hơn. Cây này có tên là cây ngấy hương, cũng có người gọi là cây đùm đũm coi nhé, ngấy hương và đùm đũm. Nó có quả giống là quả dâu tằm nè, khi chín màu đỏ. Rất tiếc hiện nay thì cây chưa có quả, bác chưa xem được. Lá và thân nó rất giống với cây hoa hồng các bác nhỉ. Rất nhiều gai, gai chi chít lá đây ạ. Nhưng mà có một đặc điểm các bác nhận biết chính xác loại cây này, đó là mặt trên lá đây các bác này. Đấy, nhưng mà chúng ta lật mặt dưới lá, các bác nhìn thấy mặt dưới lá thì nó ngả sang màu vàng nhạt. Đấy, đấy là cách nhận biết cây ngấy hương. Đây các bác, lá nào cũng vậy, lật mặt dưới thì có màu vàng nhạt các bác nhé. Cây này tại sao cô lại nói với các bác là rất là quý? Đây là cây thuốc nhiều công dụng, mà toàn những công dụng tuyệt vời. Bác nào đang bị chứng bệnh viêm gan, viêm gan vàng da cấp tính hoặc mãn tính các bác nhé, thì các bác sử dụng thân cây này và lá cây này, mang về các bác cắt ngắn, phơi khô, sau đó là các bác sao vàng lên, kết hợp với cây kim anh, cây kim anh và ba kích. Cái liều lượng thì cây ngấy hương này các bác lấy khoảng 30 gram, còn lại kim anh và ba kích mỗi loại là 15 gram. Đấy, đem sắc uống. Đấy là trong trường hợp bị viêm gan vàng da. Đấy, đây là công dụng đầu tiên, cây này trị viêm gan rất là tốt. Thứ hai nữa, bác nào đang bị yếu khoản ta thì đến mùa ra quả của cây này. Đấy, đến mùa ra quả cây ngấy hương này, quả như là quả dâu tằm này ạ, chín màu đỏ, thì các bác hãy hái về. Đấy, các bác có thể là ngâm siro hoặc sấy khô lên để chúng ta sắc uống dần. Đấy, cái quả của cây ngấy hương này rất tốt cho những bác bị yếu khoản ta, nó tác dụng sinh tinh bổ huyết rất là tốt, và nó rất nhiều chất kẽm và giúp cho cơ thể chúng ta cải thiện được sức khỏe rất là tốt. Còn những người bình thường không mà bị viêm gan, không bị những chứng bệnh quân vừa kể trên, thì chúng ta có dùng được cây ngấy hương không? Câu trả lời với bác đó là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cây ngấy hương với liều lượng khoảng 10 đến 15 gram trong ngày và sử dụng liên tục khoảng 1 tuần các bác dừng. Đấy, thì cái cách dùng cây ngấy hương đối với người khỏe mạnh bình thường thì chúng ta có thể là hái cây này về, cắt ngắn, phơi khô, sau đó là sao vàng lên. Mỗi ngày sử dụng khoảng 10 đến 15 gram cành và lá cây này. Đấy, hãm trà hoặc sắc nước uống. Sử dụng cây này giúp cho hệ tiêu hóa chúng ta tốt hơn. Phụ nữ sau sinh mà sử dụng cây này còn giúp thải độc nhanh hơn, cơ thể chống lại sức hơn. Đấy, và sử dụng lâu dài cây ngấy hương này còn giúp tăng cường sức khỏe. Đấy, và trị được, giúp gan là khỏe hơn này, và trị được cái chứng bệnh gọi là sạn ở thận. Đấy, đây là những công dụng của cây ngấy hương mà quân khuyên các bác khi bắt gặp cây này thì hãy ghi nhớ, hoặc chúng ta có thể lấy về để làm thuốc các bác nhé. Đây, quân quay một lượt cái hình ảnh của cây ngấy hương trong tự nhiên để các bác có thể là bắt gặp, chúng ta nhận biết được luôn. Nhìn khá giống cây hoa hồng các bác ạ. Nhưng mà lật mặt dưới của lá lên các bác nhé. Đấy, nó hơi
có màu vàng nhạt. Gai của cây này rất là nhiều. Đấy, nhiều hơn cả cây hoa hồng. Các bác nhìn này, gai sắc nhọn rất là nhiều. Đấy, cuống lá cũng có gai. Mặt dưới lá đây cũng có gai các bác. Gai chi chít rất nhiều. Lá thì mép có răng cưa. Đấy, các bác nhìn rõ để khi nào bắt gặp cây này thì hãy hái về làm thuốc các nhé. Các tỉnh miền núi nước ta có rất là nhiều loại cây này, nhưng không phải ai cũng biết những công dụng Quân vừa kể trên làm thuốc. Đây, vẫn là cây ngấy hương. Đây có một bụi các bác này. Đây này, một bụi cây ngấy hương các bác này. Đây, các bác xem video thấy hữu ích thì hãy cho Quân một like các bác nhé. Và trước khi sử dụng cây ngấy hương làm thuốc, các bác cũng cần tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.